Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Vì sao gan là cơ quan quan trọng đối với hệ miễn dịch? An không chỉ là một trong những cơ quan quan trọng của hệ tiêu hóa mà còn là hàng rào đầu tiên bảo vệ hệ thống miễn dịch của mỗi người. Trong số các cơ quan nội tạng, gan là bộ phận có khối lượng lớn nhất. Theo ước tính, gan của người trưởng thành có trọng lượng trung bình khoảng 1,4 đến 1,6 kg. Gan đóng vai trò chính trong quá trình thải độc, trao đổi chất, chuyển hóa chất dinh dưỡng, hoàn thiện chức năng của hệ miễn dịch để cơ thể có thể hoạt động một cách khỏe mạnh. Nói cách khác, chúng ta không thể sống nếu không có gan, hoặc trong điều kiện gan không có khả năng thực hiện nhiệm vụ của nó. Hoạt động của gan, gan đảm nhận vai trò chính trong quá trình trao đổi chất của cơ thể. Bộ phận này làm việc với hai mục đích chính là đào thải độc tố và sản xuất protein để cung cấp vật liệu cho cơ quan miễn dịch. Để đạt được mục đích này, gan phải thực hiện một số nhiệm vụ như phá vỡ liên kết hóa học hoặc chuyển đổi các chất được dung nạp vào cơ thể, cân bằng quá trình chuyển hóa năng lượng bằng cách chuyển đổi glycogen thành gluco và dự trữ lượng gluco dư dưới dạng glycogen, làm giảm khả năng gây hại của các độc tố và đào thải chúng. Gan thực hiện các quá trình này bằng cách nhận máu và chất dinh dưỡng từ các bộ phận khác trong hệ tiêu hóa thông qua tĩnh mạch cửa gan. Tiếp đó, các tế bào gan tiến hành lọc máu và hoạt động như một trung tâm phân loại để xác định những yếu tố sau: chất dinh dưỡng nào cần được chế biến và chuyển hóa, chất nào nên được dự trữ, chất nào cần phải loại bỏ thông qua phân, chất nào vận chuyển vào máu. Nhìn chung, mục đích hoạt động của gan là loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể, tăng cường khả năng miễn dịch để chống lại yếu tố nhiễm trùng, giúp bạn sống khỏe mạnh hơn. Gan được tái tạo như thế nào? Gan là cơ quan có khả năng tái tạo rất đáng ngạc nhiên. Điều này có nghĩa là nếu bạn gặp một tổn thương nào đó ở gan hoặc phải phẫu thuật để loại bỏ mô gan hỏng, các mô khác sẽ xuất hiện trở lại sau một thời gian ở mức độ nhất định. Gan tái. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Tái tạo bằng cách lớn lên các tế bào hiện có. Sau đó, các tế bào mới này bắt đầu nhân lên. Theo nghiên cứu, gan bị cắt bỏ 2/3 kích thước có thể phục hồi trọng lượng như ban đầu chỉ trong một tuần sau cuộc phẫu thuật. Không những thế, cơ quan này còn có khả năng tái tạo hoàn toàn sau 12 lần phẫu thuật cắt bỏ một phần gan. Vai trò của gan đối với hệ miễn dịch. Ba cơ quan chính của hệ miễn dịch gồm niêm mạc, da và tủy xương cần tổng hợp đủ protein để hoạt động. Trong khi đó, gan chính là nơi sản sinh protein cung cấp cho hệ miễn dịch. Gan khỏe, quá trình sản xuất protein thuận lợi và ngược lại cùng với vai trò cung cấp vật liệu để xây dựng hệ miễn dịch. Gan còn tham gia vào nhiệm vụ thúc đẩy và huấn luyện các phản ứng miễn dịch của cơ thể. Theo đó, gan tập hợp các tế bào miễn dịch thành hàng rào để chặn đường xâm nhập vào trong cơ thể của mầm bệnh. Nếu mầm bệnh vượt qua được hàng rào này, gan sẽ tiếp tục huấn luyện tế bào miễn dịch sản xuất kháng thể để tiêu diệt. Đồng thời, gan cũng có vai trò hướng dẫn tế bào miễn dịch nhận diện đúng kẻ địch. Điều này sẽ giúp cơ thể tránh khỏi nguy cơ bị dị ứng hoặc mắc phải các bệnh tự miễn do tế bào miễn dịch tấn công nhầm. Gan còn là bộ phận góp phần vào việc duy trì trạng thái cân bằng nội môi cho các tế bào cư trú và hoạt động. Trong đó có tế bào miễn dịch. Nội môi là môi trường bên trong cơ thể. Cân bằng nội môi là duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể để đảm bảo các tế bào được bảo vệ và các hoạt động sống diễn ra bình thường. Chúng ta thường cố gắng tăng cường khả năng miễn dịch cho cơ thể bằng nhiều cách nhưng lại quên đi vai trò của gan. Trong khi đó, đây là cơ quan cực kỳ quan trọng nếu bạn muốn có được hệ miễn dịch khỏe mạnh. Vì thế, tăng cường sức khỏe gan là việc làm cần thiết với bất kỳ đối tượng nào. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.